Ngày 10 tháng 7, sân Thống Nhất trở thành tâm điểm khi diễn ra hai trận bán kết giải U17 quốc gia và bóng đá Quốc Thái Sơn Nam 2013 giữa các cặp đấu U17 SHB Đà Nẵng gặp U17 Hà Nội và U17 PVF Thành phố Hồ Chí Minh gặp U17 Đồng Tâm Long An. Ở trận bán kết thứ nhất, trận đấu giữa U17 SHB Đà Nẵng gặp U17 Hà Nội đã có kết quả khá sớm khi ngay ở phút 11, Hoàng Nguyên đã bất ngờ mở tỷ số cho U17 SHB Đà Nẵng sau pha dàn xếp tấn công bài bản. Những phút sau đó, dù U17 Hà Nội đẩy cao đội hình chơi đôi công, nhưng SHB Đà Nẵng vẫn bảo toàn được chiến thắng 1-0.